Chắc là mọi người cũng coi chương trình rồi mà đúng không? Mọi người có áp lực không? Mà chị nghe nói là nếu mà bên bộ mình đi cái đặc công thì nó sẽ cực hơn. Cực hơn. Đặc công là tắm biển hả? Đặc công là tắm biển hả? Đặc công là tắm biển. Kiến thức về quân đội diễn viên quá xuất sắc, đặc công là tắm biển. Sợ quá. Đồng chí tiếp theo. Xin chào các đồng chí. Xin chào các đồng chí. Tôi tên... Ôi, chị quên tên chị luôn. Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi. Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi. Xin lỗi đồng chí. Các đồng chí nghiêm túc, không cười đùa. Xin lỗi đồng chí, tôi có thể bước lên một bước để không nhìn mặt hai bạn bên đây được không ạ? Không được, đồng chí đứng nguyên vị trí. Đồng chí đứng bên cạnh nghiêm túc. Đồng chí đứng giữa. Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi, sinh ngày 21 tháng 5 1991 ở Nhà Bè. Ở Nhà Bè. Làm diễn viên. Xin hết. Đồng chí giới thiệu vẫn chưa được. Dạ thưa đồng chí thủ trưởng, khi lần đầu tiên bước chân vào đây, tôi thấy rất thích, mặc dù rất sợ và hồi hộp. Thấy dạ hết. Tiếp theo đồng chí Diệu Nhi. Báo cáo đồng chí. Đồng chí Tá Phong khẩn trương, đặt ra đây và nói tên lên. Đây, nước rửa tay, thuốc nhỏ mắt, dưỡng môi, xà bông, son, chỉ, dầu thơm, cồn, dưỡng da tay, xịt thúi miệng, kem chống nắng, thuốc côn trùng cắn, thuốc bị chày chét vô, nó cầm máu. Chống nắng tâm trong các túi khác. Dạ, máy hát karaoke tối phục vụ các đồng chí khác chú ý nghiêm túc. Cho các đồng chí khác, đây là đồ vệ sinh cá nhân, dưỡng da, làm móng tay móng chân, xịt mũi, dao cạo, dao đó là dao gì? Chỉ dao cạo râu. Đồng chí chỉ đem theo để có ai cần thì đưa, chứ đồng chí Nhi không có rau để cạo. Đồng chí Diệu Nhi, đồng chí chú ý, đồng chí đếm xem đồng chí mang theo bao nhiêu món đồ trong cái quá trình đồng chí thực hiện nhiệm vụ như thế này. Dạ đồng chí cũng không thể đếm nổi. Máy hút bụi bẩn. Dưỡng da. Đi spa ra vậy. Đồng chí kem. Họ chú ý, đồng chí xem là đồng chí Nhi mang theo bao nhiêu món đồ ở đây. Theo tôi quan sát, tôi thấy là trên 100 món ạ. Đồng chí Nhi xem như vậy có bảo đảm mang vác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ động khỏi doanh trại và bảo đảm sắp đặt nội vụ vệ sinh trong đơn vị hay không? Dạ, sau khi kiểm tra tôi sẽ chắt lọc lại và tôi sẽ dẹp bớt, chỉ lấy những gì cần thiết cho cơ thể. Rồi. Cái quạt. Còn hai bao tôi chưa mở ạ. Trong hai bao đó có vật chất gì các đồng chí cần sử dụng trong quá trình thực hiện không? Dạ, có áo trong ạ, với quần trong. Tôi... áo trong, quần trong, các đồng chí cho vào cái túi riêng. Đó là gì? Các đồng chí khác tập trung không cười. Dạ, tóc giả ạ. Tại tôi nghĩ có những buổi liên hoan thì tôi có thể góp. Các vật chất đó khi nào cần sử dụng tôi sẽ cấp cho đồng chí sử dụng. Em không biết tại sao có thể đem một cái đống đồ linh tinh lặt vặt như vậy. Mọi người đem ít đồ em cũng khá bất ngờ em... Đồng chí Diệu Nhi cho tôi biết khi nào cấp dưới mới bắt đầu được báo cáo cấp trên.
Báo cáo đồng chí đội trung đội trưởng, khi đồng chí trung đội trưởng đưa tay đáp lại rồi thả xuống thì mới bắt đầu báo cáo. Được. Đồng chí Diệu Nhi lên vị trí thực hành báo cáo. Rõ. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Đồng chí Nhi, chú ý. Sau khi tôi chào đáp lễ lại, đồng chí mới thực hành báo cáo. Khi đồng chí trung đội trưởng đưa tay đáp lại rồi thả xuống thì mới bắt đầu báo cáo. Đáp lại. Báo cáo đồng chí. Khi đồng chí thực hành báo cáo, tay vẫn để ở tại vị trí chào. Đồng chí nhớ chưa? Rõ. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, theo hiệu lệnh gọi, tôi có mặt. Hết. Sau khi hết, đồng chí làm gì? Đồng chí làm gì? Chí làm gì? Đồng chí Nhi thực hiện lại. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết. Đồng chí vào vị trí làm việc. Rõ. Đồng chí Nhi về vị trí. Trong hàng đặc biệt là các đồng chí chiến sĩ mới, các đồng chí cho tôi biết vừa rồi đồng chí Diệu Nhi làm chưa đúng ở những nội dung nào. Chú ý đứng nghiêm túc. Đồng chí Khánh Vân. Đồng chí Diệu Nhi cho tôi biết khi nào cấp dưới mới bắt đầu được báo cáo cấp trên. Báo cáo đồng chí đội trung đội trưởng, khi đồng chí trung đội trưởng đưa tay đáp lại rồi thả xuống thì mới bắt đầu báo cáo. Được. Đồng chí Diệu Nhi lên vị trí thực hành báo cáo. Rõ. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Đồng chí Nhi, chú ý. Sau khi tôi chào đáp lễ lại, đồng chí mới thực hành báo cáo. Khi đồng chí trung đội trưởng đưa tay đáp lại rồi thả xuống thì mới bắt đầu báo cáo. Đáp lại. Báo cáo đồng chí. Khi đồng chí thực hành báo cáo, tay vẫn để ở tại vị trí chào. Đồng chí nhớ chưa? Rõ. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, theo hiệu lệnh gọi, tôi có mặt. Hết. Sau khi hết, đồng chí làm gì? Đồng chí làm gì? Đồng chí làm gì? Đồng chí Nhi thực hiện lại. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết. Đồng chí vào vị trí làm việc. Rõ. Đồng chí Nhi về vị trí. Trong hàng đặc biệt là các đồng chí chiến sĩ mới, các đồng chí cho tôi biết vừa rồi đồng chí
Diệu Nhi làm chưa đúng ở những nội dung nào? Chú ý đứng nghiêm túc. Đồng chí Khánh Vân, tao mày cũng hớ quá nhỉ. Chuẩn bị, sẵn sàng. Em anh nhỉ? Đây. Ok, chạy đi chị. Chị hỏi đâu chị chân chạy được. Tại sao có thể chạy cái tướng xấu vậy? Thì cảm thấy là không có xấu hổ gì hết. Bởi vì nếu như tôi cùng với các đồng chí đó vô cùng một lúc thì chưa chắc ai thắng ai. Không được Diệu Nhi. Đồng chí chiến sĩ của đơn vị, nếu mà nhập ngũ cùng Diệu Nhi, đồng chí có chạy thắng được Diệu Nhi hay không? Tôi không coi Diệu Nhi nào. Trời ơi. Nghe hay nghe thì anh ơi. Chậm quá. Tôi thì cảm thấy là không có xấu hổ gì hết. Bởi vì nếu như tôi cùng với các đồng chí đó vô cùng một lúc thì chưa chắc ai thắng ai. Không được Diệu Nhi. Đồng chí chiến sĩ của đơn vị, nếu mà nhập ngũ cùng Diệu Nhi, đồng chí có chạy thắng được Diệu Nhi hay không? Tôi không coi Diệu Nhi nào. Trời ơi. Đồng chí Diệu Nhi, chế độ thứ nhất và chế độ thứ tư. Dạ, chế độ thứ nhất là 5:15 báo thức sáng. Chế độ thứ tư là từ. Toàn đến nơi rồi, hãy cắt mình ơi, hãy cắt mình ơi. Có nghĩa nhỉ? Hỏi gì kỳ quá vậy? Bạn. Đồng chí chú ý tập trung. Có 5 chế độ. Đầu tiên, đồng chí đã thuộc hết chưa? Dạ thuộc. Thuộc hết rồi, tại sao tôi hỏi chế độ thứ tư đồng chí không trả lời được? Ủa nãy học thuộc đấy. Xin lỗi đồng chí, hồi nãy học rất thuộc. Xong cái mệt quá nằm xuống nhắm mắt. Đồng chí vô bất ngờ não chưa về. Đồng chí nào đang nằm trên giường kìa? Không chỉ não tôi mất, hồn tôi cũng đi luôn đồng chí à. Thế là chưa học thuộc đã vi phạm chế độ lên giường nằm rồi đúng không? Dạ không, học thuộc rồi mới dám nằm. Học thuộc tại sao bây giờ không trả lời được? À. Tính lộn. Dạ, chế độ thứ tư là 6 giờ đến 6:15 kiểm tra sáng. Rồi, đồng chí nhớ đấy, lần sau không được quên. Rõ chưa? Dạ rõ. Đồng chí 1 2 3 4 5 6 7 8 thôi tập. Các đồng chí quan sát hai đồng chí vừa thực hiện động tác đúng rồi chưa? Đồng chí Diệu Nhi. Đồng chí Hoàng Yến. Lần đầu tiên phải đưa chân trái nhưng đã đưa chân phải à. 1
Được. Cho nên là quá trình luyện tập các đồng chí chú ý quan sát, tránh nhầm chân, nhầm tay. Đồng chí rõ chưa? Mời đồng chí Hoàng Thúy Hậu và đồng chí Khánh Vân lên vị trí thực hiện. Bài 1, chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thở tập. Trong hàng các đồng chí quan sát quá trình thực hiện động tác, còn nội dung gì chưa làm tốt đồng chí cho ý kiến. Mời đồng chí Diệu Nhi. Đồng chí Thúy Hậu, lúc đưa tay gian ngang, đưa nhiều quá về sau tạo thành chữ V ngược. Hết. Đồng chí Khánh Vân thì sao? Không để ý, chị để ý một mình Thúy Hậu à. Tại sao đồng chí lại chỉ để ý đồng chí Thúy Hậu? Tại vì đèn chỗ đồng chí Khánh Vân chói không thấy rõ động tác à. Còn đồng chí Thúy Hậu có sáng. Đồng chí Hoàng Yến và đồng chí Diệu Nhi. Tay hạ thấp quá. Không nắm lòng bàn tay. Bây giờ là hai đồng chí lựa chọn là hai đồng chí chịu phạt hay để cả đơn vị chịu phạt. Cả đơn vị. Không thể chịu phạt được. Rồi, hai đồng chí ra vị trí. Phạt. Cũng như cái Diệu Nhi lắm, sau khi góp ý với tất cả mọi người thì cuối cùng bị quả báo, bị phạt chạy. Lúc các bạn tập thì soi các bạn, lúc mình tập vẫn soi các bạn. Xui. Đang vui tự nhiên bị xui. Tính em hay chọc đồng đội á, thế nên không nghĩ là em bị quả báo nhanh vậy. Hay quá đồng chí Diệu Nhi ơi. Rồi, tập lại một lần cuối. Đồng chí nào vi phạm tiếp tục phạt. Thể dục tay không. Bài 1, chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi tập. Đồng chí Diệu Nhi. Đồng chí biết đồng chí tiếp tục sai ở đâu không? Làm đó thứ 5. Động tác thứ 6. Đồng chí do chưa? 6. Đó. Bây giờ đồng chí phải làm gì? Đi bộ. Bắt đầu thực hiện. Đồng chí Nhi. Đừng câu giờ. Nhanh nào, rút về vị trí nào. Đó. Đồng chí Diệu Nhi. Có. Đồng chí cảm giác chạy như vậy khỏe hơn không? Wow. 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 Quá khỏe à. Vậy thì cảm nhận làm sao khi mà cả đơn vị chỉ có một mình đồng chí được chạy 2 lần. Được chạy 2 lần. Dạ, là do quả báo ạ. À. Quả báo ở đâu? Bây giờ đồng chí có thể chạy được mấy vòng nữa? Không thể à. Diệu Nhi lên đây. Khánh Vân kiểm tra. Khánh Vân đưa tay xuống đây. Khánh Vân thấy gì không? Diệu Nhi đưa tay vào đây. Em thấy rồi ạ. Đưa tay vào. Dạ đây ạ. Đó là cái gì vậy? Dạ, đó là bụi. Thì buổi tối hôm qua em đã lấy 2 miếng khăn giấy ướt. Em lau, sáng em thấy mọi người lau phản. Em ung dung, tại vì hồi tối hôm qua em lau rồi. Thì con bé dừng trên. Với cái sự ngây ngô vô tư của tuổi 25. Nó phủi. Trời ơi.
Hôm qua em lao cái tấm phản của em nó còn khủng dơ lên như vậy. Hôm nay nhiều có lao phản không? Trước khi ngủ hôm qua em đã lao bằng khăn giấy ướt rồi ạ. Nhưng mà có một đồng chí đồng chí làm sao? Dạ không. Tối hôm qua trước khi ngủ em lao rồi cho má. Buổi sáng là phải tiến hành lau lại. Đồng chí rõ chưa? Dạ vâng, rõ. Rồi. Diệu Nhi phản bận. Không phải đâu. Xin mời mọi người hãy coi lại chương trình. Chị phủ sạch sẽ xong cái em thổi xuống. Cái nồi vụ của chị nó bụi không luôn. Diệu Nhi phản bận này. Em không có biết là cái phản ở trên nó sẽ rớt bụi xuống. Em cứ tưởng là chắc là bà Nhi quên hay là bà Nhi lại chịu chế ra để gây cười cho mọi người. Cho nên em cười quá trời luôn. Xong rồi sau em mới nhận thức ra rồi là lỗi của em. Sau đây em mời đồng chí Diệu Nhi. Chuẩn bị. Đạp chân. Rồi đá vô cái thủy chân á. Ao. Giữ tóc.